định có bán gạo 0949063570. Bữa nay giãn cách xã hội bớt rồi nè, nhà thờ cho phép làm việc lại nè. Cái này cũng 5 giờ đó, mấy người họ đạo á, người ta vô lại rồi nè. Cái hướng này là đi xuống bến xe nè. Bữa nay bộ họ đạo được hợp lại ha. Cái hướng này lại cầu nè, cầu nhà thờ nè. Bữa nay họ đạo được hợp lại ha. Thấy đông rồi nè. Đó. Bữa nay hợp lại nè. Cho vô đông, đông, đi xe đông. Vô Quốc Thịnh có bán gạo nha, 0949063570. Có ai mua mình gửi tới Sài Gòn được, Sài Phú hoặc là 186 An Dương Dương dành 9 tuổi. Đó, họ đạo hôm nay tao làm việc đông. Xin kết thúc nha.